Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hương Yên. Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia tại Viện Tinh dưỡng Quốc gia, đọc và hiểu đúng nhãn mác để chọn sản phẩm phù hợp với mục đích sử dụng là thói quen cần có đối với mỗi người tiêu dùng. Sau đây là những điều cần quan tâm khi đọc nhãn mác thực phẩm. Thông tin được tham khảo trên trang báo điện tử VNXpress.net. Đối tượng sử dụng trên nhãn mác một số sản phẩm ghi đối tượng đặc biệt mà loại thực phẩm đó dành riêng cho, chẳng hạn sữa công thức cho trẻ từ 1 tới 3 tuổi hay sữa ít béo, sữa bà bầu, sản phẩm cho người tiểu đường. Khi mua hàng cần xem xét kỹ thông tin trên và lựa chọn sản phẩm phù hợp. Thành phần dinh dưỡng Các thành phần dinh dưỡng ghi trên bao bì thực phẩm thường là tỷ lệ chất đạm, đường, chất béo, vitamin và khoáng chất thông thường các thành phần này được sắp xếp theo thứ tự từ chất có trọng lượng cao đến chất có trọng lượng thấp. Chẳng hạn một hộp nước sốt cà chua với cà chua là nguyên liệu chính sẽ được liệt kê đầu tiên. Gia vị hoặc thảo mộc được liệt kê cuối cùng vì có trọng lượng thấp nhất. Đọc thành phần với tỷ lệ tương ứng sẽ giúp bạn biết rõ thực phẩm mình dùng, chứ không chỉ dựa trên quảng cáo. Chẳng hạn một loại mì được nói và làm từ khoai tây, nhưng thành phần ghi khoai tây chỉ chiếm tỷ lệ vô cùng nhỏ người tiêu dùng cũng cần để ý các tên gọi khác nhau của một thành phần chẳng hạn trên nhãn không ghi có đường nhưng lại có ghi mật hoặc không chất đạm mà là protein hay không gọi bột ngọt mà là natri glutamate hay monosodium glutamate đặc biệt những người đang thực hiện chế độ ăn kiêng bị dị ứng hoặc có bệnh lý phải ăn theo chế độ riêng càng cần kiểm tra kỹ danh sách thành phần để xem mình có sử dụng được không Lượng calo trên một khẩu phần ăn, một khẩu phần ăn hay còn gọi là khối lượng ăn trong một lần, thường được chuẩn hóa, thường là trên 100 g hay 100 ml. Lượng calo là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến trọng lượng, vì vậy điều đầu tiên bạn cần biết trên nhãn hiệu thực phẩm là lượng calo trên một khẩu phần. Chẳng hạn trên một hộp sữa tươi, nhà sản xuất thường ghi tỷ lệ thành phần và lượng calo của 100 ml sữa, nhưng thể tích thực của hộp sữa thường là 110 hay 180 ml. <laughs> Cách bảo quản, mỗi loại thực phẩm có cách bảo quản riêng và trên bao bì từng sản phẩm, nhà sản xuất thường ghi cụ thể cách bảo quản để đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất. Hãy đọc kỹ phần này và tuân thủ. Có một số thực phẩm khô có thể trữ ở nhiệt độ thường tại nơi thoáng mát, hoặc tránh ánh nắng mặt trời. Đồ cấp đông phải được để trên ngăn đá, ngăn đông trước khi dùng. Một số khác có thể giữ trong tủ lạnh tại ngăn mát. Sản phẩm tốt có thể trở nên vô giá trị hoặc gây độc nếu bảo quản sai cách. ngày sản xuất, hạn sử dụng. Trên bao bì thực phẩm, các nhà sản xuất thường ghi ngày sản xuất và hạn dùng để chỉ sản phẩm đó tốt nhất nên sử dụng trước thời điểm nào cho đảm bảo chất lượng. Bất cứ loại thực phẩm nào sử dụng càng tươi mới càng tốt, càng tới ngày cận đết thì chất dinh dưỡng càng hao hụt và độ tươi ngon cũng giảm đi. Thông thường, nhà sản xuất thường ghi ngày trong hạn sử dụng ngắn hơn chất lượng sản phẩm cho phép. Chẳng hạn, một sản phẩm có thể sử dụng tới 18 tháng sau ngày sản xuất, nhưng trên nhãn mác doanh nghiệp ghi hạn dùng là sau 12 hoặc 15 tháng để bù trừ khoản hao hụt chất dinh dưỡng và đảm bảo chất lượng tốt nhất như vậy tức là khi đến ngày hết hạn không có nghĩa là sản phẩm không dùng được nữa tuy nhiên tốt nhất nên sử dụng trước thời hạn trên bao bì vì về mặt cảm quan khó đánh giá được chất lượng sản phẩm chẳng hạn đến ngày hết hạn nhưng thực phẩm có vẻ vẫn ngon không bốc mùi thì cũng không có nghĩa là vi khuẩn chưa xâm nhập hay sản phẩm vẫn đảm bảo ngoài việc để ý đến hạn sử dụng người tiêu dùng cần quan sát xem bao bì sản phẩm có rách méo hở hoặc phòng bất thường không khi sử dụng có mùi vị khác lạ, chua, khét gây buồn nôn. Nếu có nên loại bỏ. <laughs> tên, địa chỉ nhà sản xuất. Tên địa chỉ nhà sản xuất phải được ghi rõ ràng, cụ thể, xác thực. Nên chọn những nhãn hiệu sản phẩm quen thuộc có uy tín, không mua các sản phẩm mà tên và địa chỉ của nhà sản xuất hoặc nơi chế biến đóng gói không rõ ràng, viết tắt, dễ gây hiểu lầm và đó có thể là hàng nhái, hàng giả. tiêu chuẩn cấp phép. Các sản phẩm thực phẩm trước khi đến tay người tiêu dùng phải được cơ quan chức năng kiểm tra chất lượng, độ an toàn rồi cấp phép. Điều này thường được ghi rõ trên nhãn. Vì vậy khi lựa chọn, bạn nên xem sản phẩm đã được cấp phép chưa, theo tiêu chuẩn nào, mã ra sao. Trong chương trình ngày mai, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về cách chế biến thực phẩm an toàn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để biết thêm nội dung chi tiết. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những thông tin sau.